Xin chào tất cả các bạn. Thì nếu như các bạn đang livestream vào hoặc là chúng ta quay video mà chúng ta đã có được cái chất lượng hình ảnh đẹp rồi, nhưng các bạn đang gặp cái vấn đề về chất lượng âm thanh, nó bị nhiều cái tiếng vang hay là nhiều cái tạp âm, hoặc là cái âm thanh của chúng ta đôi khi nó bị rè hoặc là nhiễu rất là nhiều, thì các bạn cũng đang đau đầu về vấn đề này. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng như là chia sẻ cho các bạn về 5 cái mẹo để chúng ta cải thiện cái chất lượng âm thanh trong những cái video hoặc là cái livestream của bạn được tốt hơn. Rồi thì cái mẹo nó như thế nào, bây giờ xin mời các bạn theo mình. Và cái mẹo đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là vấn đề về khoảng cách, và tại sao cái khoảng cách nó lại quan trọng trong vấn đề chúng ta thu âm hoặc là chúng ta livestream. Thì mình thấy có khá là nhiều anh chị em chúng ta sử dụng cái micro chúng ta để quá xa các bạn, chúng ta cầm chúng ta để xa, hoặc là chúng ta để một cái nơi nó xa cái miệng chúng ta, hoặc là chúng ta để quá gần vào miệng, thì lúc này với hai cái khoảng cách này thì nó sẽ gây ra cái đảm bảo cái âm thanh chúng ta nó không chất lượng như các bạn, thì nó không chất lượng như thế nào thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn biết để các bạn biết được thực tế nó luôn nha. Đây thì mình đang sử dụng cái micro ở đây và mình để gần, mình nó để cái miệng mình gần vào cái micro thì nó như thế nào. Đây, Alo 1212, Alo 12, Alo 1212. Rồi thì các bạn thấy cái âm thanh nó như thế nào? Có phải là nó bị rè và nó bị vỡ âm đúng không? Đó, do chúng ta để gần quá thì cái áp lực nó lớn thì nó làm cho cái micro chúng ta nó thu và âm thanh nó sẽ bị vỡ và nó bị rè các bạn. Rồi và tiếp theo thì chúng ta ở xa cái micro quá, cái miệng chúng ta ở xa cái micro nó thì như thế nào? Đây thì bây giờ mình sẽ để xa nha. Đây, alo 1212, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, thì đây là khoảng cách tầm khoảng 1 mét các bạn, 1 mét nha. Đó thì cái khi mà cái khoảng cách chúng ta ở 1 mét thì chúng ta thấy nó tiếng nó sẽ nhỏ đúng không, mà đồng thời tiếng của chúng ta nó rất là mỏng, nó không có cái độ dày các bạn, nó không có cái độ ấm nha. Đó thì đối với hai cái trường hợp gần và xa thì nó sẽ là một cái bất lợi cho cái micro của chúng ta, bất lợi cho vấn đề âm thanh của chúng ta. Thì để được tối ưu cái vấn đề thì chúng ta cần có một cái khoảng cách nó phù hợp. Đây thì đối với khoảng cách phù hợp thì đa số với những loại micro thì chúng ta tầm khoảng này các bạn. Đây tầm khoảng 20cm thì đây là cái khoảng cách mình thu là nó sẽ phù hợp. Đó, còn ngoài ra nếu chúng ta muốn xa hơn thì chúng ta cần có những cái loại micro nó tốt và những loại micro nó phù hợp như dạng micro shotgun các bạn. Thì đối với micro shotgun thì nó sẽ là có những chức định hướng và nó sẽ thu nó sẽ xa hơn các bạn nha. Thì giống như là trong những đoàn làm phim mà chúng ta phỏng vấn ở ngoài trời đó thì người ta sẽ có những cái micro người ta để ở trên đầu không, trong cái khung hình đó người ta để lên thì nó sẽ thu nha các bạn. Đó thì cái vừa rồi đó là vấn đề về khoảng cách, thì các bạn có thể biết được cái mẹo này để chúng ta cải thiện cái chất lượng thanh của chúng ta. Và cái mẹo thứ hai mình muốn chia sẻ đó là vấn đề về hướng thu của micro. Thì mình thấy khá là nhiều anh chị em mắc phải cái lỗi này khi chúng ta livestream hoặc chúng ta thu âm, chúng ta quay video. Thì mỗi loại micro thì nó sẽ có cái hướng thu khác nhau, cũng như là tùy theo cái nhu cầu chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái loại micro có cái hướng thu phù hợp. Thì mình thấy ở trên cái điện thoại hoặc là trên cái máy quay của chúng ta thì cái micro nó là dạng micro đa hướng, nên khi chúng ta thu âm cái tiếng tạp âm rất là nhiều đúng không? Vì vậy thì chúng ta muốn loại bỏ những cái tạp âm này thì chúng ta cần có những cái micro định hướng để nó loại bỏ bớt đi những cái phần âm thanh tạp âm đó không mong muốn của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có những loại micro như micro shotgun chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn về hướng thu là như thế nào để cho các bạn biết được thực tế đó nha. Thì trên tay mình đang có một cái micro shotgun các bạn, đây của Rode nha. Đây thì nó là cái micro dạng nó sẽ định hướng, nó sẽ thu cái đằng trước thôi này, đây cái đầu micro ở đây nó chỉ thu cái tiếng của người nói đằng trước thôi, nếu như hai bên và đằng sau nó sẽ thu rất là kém các bạn. Đây, đây mình nói không, mình sẽ quay hai bên nè, đây hai bên nha. Đây chúng ta đang quay hai bên thì cái tiếng nó khá là nhỏ đúng không? Đây đằng sau luôn nha, đây đằng sau cái micro đây. Đó, rồi thì các bạn thấy không, thì đó là cái hướng thu, thì nó với loại micro này nó chỉ thu cái tiếng ở đằng trước thôi các bạn. Đó thì chúng ta nên nhớ khi chúng ta sử dụng micro thì chúng ta phải đặt cái micro làm sao cho cái đầu micro nó hướng, và chúng ta lưu ý cái micro đó là dạng micro có hướng thu như thế nào để chúng ta phải đặt nó phù hợp. Chứ đôi khi mà chúng ta chỉ cần lệch cái micro hướng thu của nó thôi thì nó sẽ không cho chúng ta cái chất lượng âm thanh thu đảm bảo. Đó là cái phần hướng thu của micro nha các bạn. Và cái mẹo tiếp theo đó là cái phần âm lượng đầu vào, hay còn gọi là gain nha các bạn. Thì cái phần này thì mình thấy khá là nhiều người không để ý, cũng như là chưa hiểu đúng về cái phần này. Thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề âm thanh của chúng ta nó sẽ không đạt được cái chất lượng. Nếu như chúng ta để cái âm lượng đầu vào quá lớn thì dẫn đến việc là âm thanh chúng ta nó sẽ bị vỡ, sinh ra cái việc âm thanh chúng ta nó sẽ bị rè nha các bạn. Và nếu như cái âm lượng đầu vào chúng ta nó nhỏ quá thì cái âm thanh của chúng ta nó sẽ không rõ ràng và cái tiếng của chúng ta nó rất là mỏng.
không? Dù nếu chúng ta có xử lý bằng phần mềm đi nữa thì âm thanh chúng ta nó lớn quá thì nó bị đã bị vỡ rồi thì không thể nào cứu lại được hết. Và nếu như chúng ta âm lượng lò vào chúng ta nhỏ mà chúng ta tăng lên bằng phần mềm á, thì nó sẽ dẫn đến việc là cái noise nó cũng sẽ tăng lên thì chúng ta sẽ không có được âm thanh đẹp. Vì vậy cái gain đầu vào chúng ta cần phải chỉnh chuẩn, nó rất là quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái gain như thế nào cho nó phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ các bạn cái cách chỉnh gain luôn. Thì để có được cái mức gain phù hợp thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái âm lượng thông qua cái meter ở trên cái thiết bị thu của chúng ta, có ở trên cái những cái app thu âm của điện thoại, hoặc là trên cái máy quay phim của chúng ta, hoặc là trên những cái bộ micro nó cũng sẽ có cái meter này. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là khi chúng ta nói vào cái micro á, thì cái meter nó sẽ nhảy với cái mức âm lượng chúng ta nói lớn nhất. Đó, khi chúng ta nói lớn vào cái micro thì cái meter nó nhảy từ màu xanh nó chuyển sang màu vàng, mà nó chỉ chớm thôi các bạn, là ok nha các bạn. Còn nếu như nó lớn quá thì chúng ta sẽ giảm về lại cho nó chỉ vừa chớm vàng thôi là ok. Còn nếu như nó nhỏ dưới quá thì chúng ta sẽ tăng lên để cho nó có cái âm lượng, cái gain vào nó phù hợp. Đó, thì chúng ta nên nhớ là nó sẽ chớm vàng nha các bạn. Trong mọi trường hợp thì nó không được phép đỏ, cái meter này không được phép đỏ nha các bạn. Đó nên chúng ta lưu ý. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng cái tai phone để chúng ta check cái tiếng của nó thông qua cái tai phone, thì chúng ta xem coi nó có bị rè hay không, hoặc là nó có bị nhỏ hay không. Đó thì chúng ta sẽ kết hợp giữa cái meter và cái tai phone để chúng ta có được cái mức gain chuẩn. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ thử thu lại ở trên cái điện thoại hoặc là máy bay chúng ta, và sau đó chúng ta mở ra để chúng ta nghe lại, để chúng ta xem coi cái âm lượng nó có phù hợp hay không. Đó, thì đó là ba cái cách để chúng ta check, xem thử coi cái mức gain của chúng ta nó phù hợp hay không, để chúng ta có được một cái chất lượng âm thanh tốt nhất khi sau khi chúng ta xuất ra nhé các bạn. Và cái điểm thứ tư mình muốn nói ở đây đó là vấn đề về noise, cái tiếng tạp âm xung quanh môi trường các bạn. Thì đây là một cái vấn đề mà khá là nhiều quan tâm, và cái người nghe họ rất là khó chịu khi mà nghe phải những cái tiếng này trong cái video của chúng ta. Vậy thì cái tiếng noise nó xuất phát từ đâu? Thì khi chúng ta thu âm ở trong phòng á, thì trong phòng chúng ta nó có nhiều cái thiết bị điện các bạn, ví dụ giống như là máy tính nè, máy quạt, máy lạnh, tủ lạnh, hoặc là những cái bóng đèn các bạn. Thì đây là những cái nguồn nó có thể phát ra những cái tiếng tạp âm các bạn. Đó, thì khi chúng ta thu âm thì những cái tiếng này nó sẽ cộng hưởng lại với nhau, nhiều cái thiết bị nó cộng hưởng lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn, cái gọi là cái tiếng noise rất là lớn, nó thu vào cái video của chúng ta. Đó, thì chúng ta nên lưu ý khi mà chúng ta thu âm thì chúng ta nên tắt những cái thiết bị này đi. Và tiếp theo nữa đó là vấn đề về dây dẫn, cái dây kết nối giữa cái thiết bị thu chúng ta từ cái micro vào cái máy quay của chúng ta các bạn. Đó, thì nếu chúng ta sử dụng những cái loại dây kém chất lượng thì nó sẽ gây ra những cái tiếng rột rẹt hoặc là tiếng nhiễu cho các bạn ở trên cái đường dây đó. Đó, thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái dây dẫn tốt. Chúng ta nên đầu tư cái này đúng các bạn, đầu tư cái dây dẫn chất lượng thì nó sẽ giảm thiểu được cái vấn đề này. Và cái phần cuối cùng đó là cái vấn đề nguồn điện của chúng ta. Khi chúng ta kết nối những cái thiết bị thu của chúng ta với nguồn điện thì trong nguồn điện nó cũng sẽ gây ra những cái tiếng nhiễu các bạn. Nó có những cái tạp âm nhiễu này, tiếng xè. Đó, thì chúng ta khi mà chúng ta livestream với nó thu thì chúng ta vẫn nghe những cái tiếng này, thì đó có thể là bị do điện nha các bạn. Thì để hạn chế về cái vấn đề này thì chúng ta có thể tiếp mát các bạn. Thì nếu mà tốt nhất là chúng ta trong cái hệ thống điện của nhà của chúng ta thì nó cần phải tiếp mát hết cái hệ thống, thì cái vấn đề nhiễu này nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Còn không thì chúng ta cũng có thể tiếp mát cái thiết bị của chúng ta thì nó sẽ hạn chế phần nào thôi. Và cái tiếp nữa thì chúng ta cũng có thể là chúng ta mua một cái bộ lọc nhiễu các bạn, để chúng ta lọc cái tín hiệu nhiễu đó không, để cái âm thanh của chúng ta nó sạch sẽ hơn. Đó, thì đó là cái vấn đề về cái nguồn điện của chúng ta để cải thiện cái chất lượng âm thanh của chúng ta nhé. Và cái phần cuối cùng ở trong video này đó là làm thế nào để chúng ta xử lý cái âm thanh bị vang trong khi chúng ta livestream hoặc chúng ta thu âm quay video. Thì cái âm thanh bị vang nó xuất phát từ đâu? Thì như các bạn đã biết thì đối với âm thanh thì nó sẽ có tính chất là phản dội. Khi chúng ta nói nó sẽ bị phản dội từ cái mặt phẳng này sang cái mặt phẳng khác, thì nó cứ vòng lặp, nó sẽ tạo ra cái tiếng vang nha các bạn. Thì đối với cái phòng mà có cái những cái chất liệu tường á, của chúng ta, cái mặt phẳng chúng ta nó bóng giống như là gạch men nè, hoặc là đá hoa cương, hoặc là kính á, thì nó sẽ rất là dễ dàng bị phản dội và cái hệ số âm vang rất là cao. Vì vậy nó sẽ tạo cho cái tiếng vang trong phòng nó nhiều hơn. Đó, thì vậy thì làm sao để chúng ta cải thiện mà chúng ta hạn chế cũng như là chúng ta triệt tiêu cái tiếng vang này?
thì chúng ta sẽ có những cách như sau. Thì đối với trong phòng trống thì chúng ta nên bố trí nhiều cái vật dụng hơn các bạn. Chúng ta sẽ kê nhiều cái đồ đạc hơn trong phòng chúng ta để nó giảm thiểu bớt, nó sẽ hấp thụ bớt cái âm thanh. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ bố trí những cái tấm màn các bạn, chúng ta sẽ treo màn hoặc là treo rèm lên. Đó thì màn với rèm thì nó sẽ hấp thụ và nó tiêu âm rất là tốt. Nó sẽ vừa trang trí cái phòng của chúng ta nữa. Đó, và nếu như chúng ta muốn triệt tiêu một cách hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chất liệu tiêu âm chuyên nghiệp, giống như là những cái mút tiêu âm, những cái tấm nỉ đó. Thì những cái loại vật liệu này nó sẽ cho cái độ hiệu quả rất là cao, nó sẽ cho âm thanh chúng ta rất là trung thực và nó sẽ triệt tiêu gần như là hoàn toàn cái tiếng vang của chúng ta. Và ngoài ra nó cũng thể làm trang trí cái phòng của chúng ta nó trở nên chuyên nghiệp và nó sẽ đẹp hơn nữa các bạn. Đó thì đó là những cái phần chia sẻ về cái cách cải thiện cái tiếng vang để giúp cho âm thanh chúng ta nó trung thực và nó rõ nét hơn các bạn nha. Thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ những cái tip, những cái mẹo để cải thiện cái chất lượng âm thanh trong khi chúng ta livestream hay là chúng ta thu âm qua video. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.